Riot khuyên người chơi xả hết tinh hoa lam, tặng kèm loạt quà hấp dẫn trước khi nâng cấp cửa hàng. Sau khi đưa cửa hàng tinh hoa lam quay lại trong 12.12, Riot mong muốn người chơi sẽ dùng toàn bộ số tinh hoa lam hiện có để mua vật phẩm. Ngoài việc dùng để mua tướng như bình thường, sự xuất hiện của cửa hàng này giúp người chơi có thể mua biểu tượng, biểu cảm, đa sắc, mẫu mắt và đáng giá nhất là skin Warwick Earth. Cửa hàng tinh hoa lam sẽ trở lại trong thời gian từ 3 giờ ngày 29 tháng 6 đến 3 giờ ngày 13 tháng 7. Sau đợt mở bán này, cửa hàng tinh hoa lam sẽ tạm nghỉ một thời gian để nâng cấp hệ thống. Trước giờ, cửa hàng vẫn luôn được vận hành theo một cách chưa ổn cho lắm bởi nó tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, gây ảnh hưởng tới các tính năng và nội dung khác như sự kiện, nhiệm vụ. Bên cạnh việc giúp cửa hàng tinh hoa lam hoạt động hiệu quả, chúng tôi cũng muốn giải quyết các vấn đề tồn tại lâu năm như tìm kiếm, sử dụng. Rõ ràng với những game thủ lâu năm, lượng tinh hoa lam họ có là rất nhiều khi đã full tướng và không thể dùng vào được bất kỳ việc gì. Vì vậy, cửa hàng tinh hoa lam là nơi để dùng đơn vị tiền tệ ít giá trị nhất. Và Riot cũng nhận thấy đã đến lúc phải thay đổi. Vì thế, việc nâng cấp cửa hàng cùng giá trị tinh hoa lam là mục đích mà đội ngũ thiết kế game hướng tới. Để bù đắp cho việc đóng cửa nói trên, Riot cũng mang tới cho người chơi một loạt nhiệm vụ hấp dẫn. Tất cả người chơi có thể thực hiện 3 nhiệm vụ này một cách dễ dàng. Tham gia trận Aram hay Summoner's Rift, sau đó sẽ được thưởng 30 tinh hoa thần thoại. Bên cạnh đấy, việc tham gia một trận đấu bất kỳ trong khoảng thời gian này cũng giúp người chơi có được 5 dương tuyệt phẩm và 5 chìa khóa, cùng với đó là hộp nhà 2022. Đây là những phần quà giá trị giúp người chơi có thể sở hữu những mảnh skin hiếm.